Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 47 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 47 Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói, lúc bấy giờ, Diệp Húc dọc theo đường đi mà đánh giá, chỉ thấy Tự Uyển Hiên bên trong trang trí cực kỳ nguy nga lộng lẫy, bạch ngọc làm bậc, kim thạch làm cột, nguyên tử tinh thạch thì làm quần tinh. Trong không khí có mùi của long tiên hương, như có như không, mặt đất thì trải một tầng linh khí mỏng mảnh, mịt mờ lưu chuyển, khá là xa hoa. Nơi này chỉ là tầng thứ nhất của Tự Uyển Hiên, đại sảnh dài rộng tầm hơn 10 dặm, không biết có bao nhiêu loại vu bảo tài liệu được bày bố ở đây. Tài liệu ở nơi này được bày bố, hắn chú ý tới nơi này còn bán cả trận đồ nữa. Bên trong đại sảnh còn có không ít cách gian được Tử Uyển Hiên cho thương gia khác thuê. Hàng hóa bày ra cũng là thiên kỳ bách quái, Tử Uyển Hiên cũng chỉ thu tiền thuê. Tử Uyển Hiên còn có một cửa hàng chuyên bán đan dược, xung quanh tràn ngập dược hương, làm ăn rất là phát đạt. Thậm chí hắn còn nhìn thấy Ngũ Độc Giáo cũng đã thuê một cửa hàng ở nơi đây. Ngũ Độc Giáo bán ra các loại thú hoa đan, ngoài ra còn có các cửa hàng chuyên bán đan đỉnh, đủ loại, các đan đỉnh khác nhau được công khai bày bán. Chẳng qua bảo vật ở tầng thứ nhất, quả thật đúng như lời của trưởng Tôn Thịnh nói, chỉ là những bảo vật có tài liệu bình thường. Bảo vật như vậy, quả thật là không được hắn để ở trong mắt. Tuy nhiên, Tử Uyển Hiên có thể tạo thành quy mô lớn đến như thế, hơn nữa hiên chủ còn lại là nữ nhân, không thể không làm cho người ta phải khâm phục. Tài nguyên nơi đây thật là kinh người như vậy, so với đại hình môn phái bình thường còn giàu có hơn, chẳng lẽ không sợ người ta đến đoạt hay sao? Diệp Phúc trong lòng cực kỳ khiếp sợ, không khỏi buồn bực. Trương Tôn Thịnh cười nói, sao đoạt ư? Thất đại thương minh sau lưng đều là thế lực lớn làm chỗ dựa, nghe nói sau lưng Tử Uyển Hiên chính là Hàn Nguyệt Cung trong Tam Cung, đại đường thương minh có hoàng thất bảo hộ, ai dám đến đoạt nữa đây? Cho dù có là cao thủ vu đạo tu thành nguyên thần ở trong hải ngoại tiên các cũng không ca gây ra được bao nhiêu sóng gió đâu. Diệp lão đệ, mời qua bên này. Diệp Phúc và mấy người trưởng tôn giả đi lên trên tầng thứ hai. Nơi đây bán ra hàng hóa còn quý báu hơn tầng thứ nhất rất nhiều lần, trêu quang bảo khí chém lóa mắt người, đủ mọi chủng loại vu bảo, trong đó các loại bảo y xinh đẹp cực kỳ, đủ mọi kiểu dáng mới mẻ và độc đáo, cùng với trang sức vòng tay được luyện chế thành bảo và những trang sức nhỏ đeo ở trên người. Ở nơi này có không ít vu sĩ là nữ trẻ tuổi đi qua lại, không ít người bên cạnh còn có bạn trai đi theo. Đám người Diệp Húc không dừng lại mà trực tiếp lên tầng thứ 3 của Tử Uyển Thiên. Đi vào tầng này, Diệp Húc dùng mình, bên trong đại sảnh tản ra luồng khí tiêu điều, kinh sợ tâm hồn, chỉ thấy vu bảo ở nơi này cũng không nhiều lắm, nhưng chất lượng lại cực cao, trong đó không thiếu vu bảo cấp chấn giáo. Chỉ có điều số lượng cũng không nhiều, nhưng cũng có 30 đến 50 kiện. Trưởng Tôn Thịnh cũng không dừng lại nơi này mà đi lên tầng thứ 4, hắn cười nói, Diệp lão đệ, bảo vật tầng thứ 3 dù tốt, thế nhưng dù sao cũng chỉ là vu bảo thành hình thôi, không bằng tự mình luyện chế kìa. Giống như đại gia tộc trưởng tôn phủ ta vậy, bình thường đều đến tầng thứ 4 tuyển chọn tài liệu, tự mình luyện chế lấy. Diệp Húc vừa mới vào tầng thứ 4, chỉ thấy nơi đây không có bất kỳ bảo vật nào. Trong tâm đang ngạc nhiên, một thiếu phụ xinh đẹp tiến đến nghênh đón, dịu dàng cười nói, hóa ra là khách quý trưởng tôn phủ, trưởng tôn tổng quản cần cái gì vậy? Ồ, Diêm Nhu cô nương, thiếu chủ trưởng tôn sách nhà ta đã trở thành vu sĩ thiên sách phủ, cần luyện chế một kiện vu bảo cấp chấn giáo. Lần này lão hủ tiến đến là vì tuyển mua ít tài liệu cho người, đây chính là danh sách. Trưởng tôn Thịnh khẽ mỉm cười đưa ra một tờ danh sách, bên trên ghi chi chít một ít tài liệu, hiển nhiên ông ta là khách quen ở nơi đây, rất quen thuộc với thiếu phụ kia. Vì thiếu phụ tên là Diêm Nhu kia nhìn qua kinh ngạc vạn phần, thất thanh mà nói, gần ngàn loại tài liệu, xem ra vu bảo mà trưởng tôn tiểu quận vương muốn luyện chế uy năng không nhỏ đây. Trưởng tôn tước mặt mang theo vẻ đắc ý cười giòn tan nói,
Vu Bảo cấp chấn giáo chia ra làm 37 loại, ca ca của ta đương nhiên là sẽ luyện chế loại tốt nhất rồi. Ồ, hóa ra là tiểu tức nhi quận chúa. Gần 1000 loại tài liệu luyện chế Vu Bảo chấn giáo vẫn chưa phải là loại tốt nhất đâu, chỉ có thể coi là bậc trung mà thôi. Diêm Nhu liếc nàng ta một cái, liền cười nói, rồi lập tức gọi một thiếu nữ ra, đưa danh sách cho nàng ấy. Lập tức sẽ được đưa tới ngay, các vị mời rời bước đến phòng khách quý ngồi chờ cho một lát, Tử Uyển Hiên của ta sẽ tự dâng lên trà thơm. Nàng dẫn đám người Diệp Húc đi vào một gian phòng khách quý, tự mình chiêu đãi, rót trà cho mọi người, rồi cười nói, trưởng tôn tổng quán khó lắm mới đến một chuyến, mang đến nhiều gương mặt mới như vậy, vị này chính là sư thiếp phải không? Quả nhiên chỗ mã động lòng người, ta thấy mà yêu tiếc à. Trưởng tôn sư thiếp mỉm cười chân thành mà chào, nàng cười nói, xin ra mắt Diêm quản gia. Diêm Nhu cười khanh khách nói, ta cũng không phải là chủ nhà, chỉ là tiểu trưởng quỹ phụ trách tầng thứ 3 Tử Uyển Hiên mà thôi. Rồi ánh mắt của nàng dừng trên người của Diệp Húc trầm ngâm, vị này thì lại rất lạ mắt, không biết là vị đệ tử nào ở trong quý phủ vậy. Trưởng tôn Thịnh vội đứng dậy, hắn cười, à Diêm Nhu cô nương, vị này chính là Diệp Húc, Diệp thiếu bảo. Diệp lão đệ cũng không phải là đệ tử trong trưởng tôn phủ ta, mà là bạn vong niên của lão hủ, lần này cũng đến mua tài liệu. Diêm Nhu sắc mặt nhất chỉnh, dịu dàng cười nói, hóa ra cũng là một vị khách quý, xin hỏi Diệp tiểu ca cần mua gì vậy? Diệp Húc nhìn trưởng tôn tước, đột nhiên cười nói, à quý hiên có bán kẹo không? Sao mua kẹo ư? Diêm Ngô Nhu ngẩn ra, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của trưởng tôn tước đỏ bừng lên, dưng nanh múa vuốt giống như một cô mèo tức giận vậy. Nếu không phải trưởng tôn sư thiếp ngăn lại, sớm đã nhào lên người của Diệp Húc vừa cắn vừa cào rồi. Nàng không khỏi mỉm cười, biết là Diệp Húc đang chọc quẹo cô bé này. Diệp Húc cười ha hả, tâm niệm khẽ động, một khối tinh đồng bay ra khỏi ngọc lâu, chậm rãi tan đi. Trên không trung hình thành một tờ giấy đồng mỏng, vô số chữ viết hiện ra trên giấy, trong chớp mắt liền có không ít tên tài liệu được khắc xuống dưới. Diêm Như cô nương, đây là hàng hóa tiểu đệ cần, xin hỏi quý hiên có nhiều tài liệu như vậy không? Diêm Như tiếp nhận tờ giấy đồng kia, cười nói, Tử Uyển Hiên ta tuy không phải thương minh lớn nhất, thế nhưng nội tình thâm hậu, một ít tài liệu thì vẫn phải có. Nàng nhìn kỹ, sắc mặt dần dần ngưng trọng trở lại, nhìn đến mặt sau lập tức mồ hôi ướt đầy trán. Nàng vốn thấy Diệp Húc chỉ là một vu sĩ chưa luyện đến hạ nguyệt kỳ, trong lòng có chút không xem trọng, cùng lắm là luyện chế một ít vu bảo cấp chấn giáo bình thường mà thôi. Nào biết nhìn đến tên những tài liệu này, có một số thậm chí nàng còn chưa nghe đến bao giờ, thế mới biết mình vừa rồi như là nói khoác vậy. Diêm Nhu ngẩng đầu cười khổ nói, hóa ra Diệp công tử là một khách hàng lớn. Diêm Nhu vừa sơ suất rồi, ta chỉ là một trưởng quỹ nhỏ ở tầng thứ 4 của Tử Uyển Hiên thôi, không phụ trách chuyện kinh doanh lớn như thế. Mời công tử rời bước đến tầng thứ 5. Nàng đứng dậy tự mình đưa đi, rồi cười nói, những tài liệu công tử cần thật không dám giấu giếm, ngàn loại ở trong đó Tử Uyển Hiên ta chỉ sợ không đủ chứ hàng, còn cần đi thương minh khác mượn một chút. Nếu như công tử không ngại phiền, cũng có thể đi từng nhà mà mua. Diệp Húc đi theo nàng đến tầng thứ 5 Tử Uyển Hiên, hắn cười nói, bớt một chuyện không bằng phiền hai chuyện vậy, vậy làm phiền Diêm cô nương. Đám người Tưởng Tôn Thịnh vội vàng đuổi theo, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, tiểu quận vương trưởng tôn phủ luyện chế vu bảo cần gần ngàn loại tài liệu, đã là bảo vật cực kỳ lợi hại. Thật không ngờ những tài liệu mà Diệp Húc cần so với trưởng tôn sách còn nhiều hơn không ít lần. Tử Uyển Hiên nội tình thâm hậu, lại có hàn ngàn nguyệt cung ở làm chỗ dựa sau lưng, thật không ngờ ngàn loại tài liệu lại còn không đủ. Thật không hiểu hắn cần luyện chế loại vu bảo long trời lở đất gì đây. Trưởng tôn Thịnh khiếp sợ vạn phần, ở trong lòng vu bảo Diệp Húc định luyện chế cần rất nhiều tài liệu, chỉ sợ cũng cần phải vạn loại, số lẻ còn nhiều hơn vu bảo tiểu quận vương trưởng tôn sách mấy lần. Tầng thứ 5 Tử Uyển Hiên là nơi tiếp đãi khách hàng lớn nhất hiếm thấy, lão hủ đến đây nhiều năm như vậy, đây cũng là lần đầu tiên có cơ hội nhìn thấy tầng thứ 5 này. Rồi ông ta thầm nghĩ. Trưởng tôn sư thiếp sắc mặt thì khẽ biến, lo sợ bất an thầm nghĩ, không xong rồi, vừa rồi ta có nói nếu hắn không đủ tiền, trưởng tôn gia ta có thể ứng ra giúp hắn được. Hiện giờ hắn mua nhiều bảo vật như vậy, chỉ sợ dù trưởng tôn gia ta là hoàng thân quốc thích đại đường cũng phải đập nồi bán sắt rồi. Tới tầng thứ 5 Tử Uyển Hiên rồi, Diệp Húc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tầng thứ 5 trống không,
chỉ có một thiếu nữ mặc váy tím thêu tơ vàng đang khoanh chân ngồi ở đó. Trên đỉnh đầu của thiếu nữ này lơ lửng mấy trăm cái bản tính, mỗi một cái bản tính đều có từng cái ngọc thủ đang khẽ gạt gạt đánh bản tính văng lên pang pang. Ở trước người của nàng, từng quyển tông quyển nổi lơ lửng, lại có từng chiếc bàn tay tinh tế cầm bút múa bút thành văn trên quyển đấy. Diệp Húc cực kỳ ngạc nhiên, thiếu nữ áo tím này hiển nhiên là đang tính toán sổ sách, thật không ngờ có thể cùng lúc phân tâm gần ngàn chỗ, chân nguyên hóa thành ngọc thủ, thao khống tính toán các loại số liệu rồi ghi xuống, không hề loạn chút nào, thật làm cho người ta phải khâm phục. Đây cũng là một loại thủ đoạn của vũ pháp thực chiến sao? Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, lộ ra sự kính nể. Thoạt nhìn qua thiếu nữ váy tím này giống như là đang tính toán các khoản mục, nhưng trên thực tế, loại năng lực thao khống khủng bố này đại biểu cho nàng ứng dụng chân nguyên vũ pháp cao minh tới cực điểm, thao khống vũ pháp cẩn thận tỉ mỉ. Dù là Diệp Húc cũng cảm thấy mặc cảm, Diêm Nhu đi đến bên người của thiếu nữ kia, nói nhỏ vài câu, lại lấy ra tờ giấy đồng kia đưa cho thiếu nữ kia xem. Diêm tỷ tỷ, những cái tài liệu này quả thật là Từ Uyển Hiên chúng ta không có đủ đâu. Những tài liệu khác còn cần tiền nhanh đi thương minh khác giúp đỡ một hai. Nhưng những thương minh khác vẫn còn hơn 2.300 loại là không đủ được. Thiếu nữ kia mở to mắt xem tài liệu trên mặt giấy đồng một lần, rồi đứng dậy hạ giọng mà nói. Diêm Nhu gật đầu, lập tức xuống lầu, chắc là đến mấy đại thương minh khác tìm kiếm tài liệu. Bản tính ở trên đầu của thiếu nữ vẫn không ngừng tính toán như trước, đi thẳng đến chỗ của Diệp Húc, thanh âm cực kỳ êm tai, cười nhẹ giọng mà nói. Diệp công tử, công tử chắc là sư huynh của Tinh Cung phải không? Những tài liệu đó hẳn là dùng để luyện chế Chu Thiên Tinh phiên vật. Theo lý mà nói, sư huynh Tinh Cung đến thăm, hiển nhiên sẽ là hiên chủ tự mình khoản đãi rồi. Thế nhưng ân sư của tiểu muội đang cùng hiên chủ của thương đạo khác chuẩn bị cho đại hội đấu giá, không rảnh mà thoát thân ra ngoài được, còn mong Diệp sư huynh thứ lỗi cho. Hiển nhiên nàng là một cô gái khéo léo, nàng mỉm cười nói tiếp. Không biết Diệp sư huynh định dùng nhuyễn thông hóa để mà tính tiền hay là dùng ngạnh thông hóa đây? Diệp Húc không khỏi tò mò, hắn cười hỏi. Cái gì là nhuyễn thông hóa mà cái gì là ngạnh thông hóa vậy? Thiếu nữ váy tím kia cười nói. Nhuyễn thông hóa là dùng vật đổi vật, dùng tài liệu hoặc phú bảo ngang nhau để đổi. Từ Uyển Hiên ta đứng vững ở hải ngoại tiên các mấy ngàn năm, không bắt nạt già trẻ, cùng lắm chỉ kém chênh lệch giá cả. Về ngạnh thông hóa, đó là linh mạch kìa. Nàng mời đám người Diệp Húc ngồi xuống, cười nói. Những tài liệu Diệp sư huynh muốn mua số lượng khá nhiều, trọng lượng không nhẹ đâu, không dễ gom đủ. Từ Uyển Hiên ta có khả năng gom tài liệu, chỉ có điều đủ để Diệp sư huynh luyện chế 198 mặt tinh phiên. Tổng cộng cần 613 linh mạch bậc 1 mới có kết toán được. Nếu là nhuyễn thông hóa thì là một con số rất lớn, khó có thể kết toán rõ ràng được đây. Sao? Là 613 linh mạch bậc 1 sao? Trưởng tôn sư thiếp sắc mặt kịch biến, chỉ thấy đầu váng mắt hoa, nói thầm ở trong lòng. Đem bán cả ta và tiểu tức nhi cũng không đổi được mấy điều linh mạch này. Chẳng lẽ để lôi kéo một gã đệ tử tinh cung, cái giá phải trả thật sự là cao như vậy sao? Lúc này thiếu nữ váy tím lại khẽ cười nói. Tiểu muội có thể làm chủ giảm giá cho sư huynh, chỉ cần 600 điều linh mạch là được rồi. Diệp Húc trầm ngâm nói. 600 điều linh mạch giá cả cũng không tính là quá đắt, chẳng qua chỉ đủ luyện chế 198 mặt tinh phiên, vẫn là quá ít ỏi. Trong mắt của trưởng tôn thịnh gần như sắp nhảy ra. Hơn 600 điều linh mạch gần như tương đương một nửa gia sản của trưởng tôn gia, mà hắn lại còn nói là không đắt. Chỉ cần nghĩ thôi, ông ta cũng đều thấy xuất của, xót thay cho Diệp Húc. Nhưng với số lượng linh mạch đấy, Diệp Húc thật sự không có cảm giác gì cả. Linh mạch đối với Diệp Húc mà nói đạt được rất dễ dàng. Từ trong Thiên Sơn Thanh Điện Đồ ở Đại Mạc Tây Hoang, hắn đoạt được hơn 30 điều. Lại từ trong tám tòa vô hồn giới trên Hoàng Tuyển Ma Tông, Quan Tinh Phong vơ vét được hơn 1.000 điều. Sau khi luyện chết La Tế Xuyên, cũng từ trong tay của La Tế Xuyên mà đạt được hơn 40 điều nữa. Bởi vậy, chưa bao giờ hắn cảm thấy linh mạch quý trọng ra sao cả. Nếu như chỉ dùng nhuyễn thông hóa đến để tính tiền theo lời của thiếu nữ áo tím kia, như vậy hắn mới cho là quý. Diệp Húc suy nghĩ một lát, ngẩng đầu cười nói. Vị sư muội này, ta còn cần một số lượng lớn tinh thần nguyên tử tinh thạch, không biết quý hiên có sẵn bao nhiêu đây.
bàn tính trên đỉnh đầu của thiếu nữ gạt một cái. Thanh âm trong trẻo, nàng cười nói: "Trước đây không lâu, trưởng lão của Đại La giáo đi vào hải ngoại tiên các, mua đi không ít tinh thạch chuẩn bị luyện chế trận đồ. Hiện tại tinh thần nguyên tử tinh thạch ở trong hiên của ta chỉ có 200 vạn cân, chữ hàng cũng không nhiều lắm. Bảy đại thương minh cùng thêm vào chỉ sợ cũng không vượt qua 1.500 vạn cân đâu." Diệp sư huynh là một khách hàng lớn, lại mua nhiều tài liệu đến như vậy. Nếu như mua hết 200.000 cân tinh thần nguyên tử tinh thạch, tiểu muội chỉ lấy 300 điều linh mạch bậc 1 thôi. 1.500 vạn cân quả thật cũng không nhiều, để ta lấy hết, làm phiền sư muội vậy. Diệp Húc lập tức nói ngay. Thiếu nữ váy tím lộ ra dị sắc, đánh giá hắn trên xuống dưới vài lần rồi cười nói: "Thật không nghĩ tới Diệp huynh lại quyết đoán và bút tích lớn đến như vậy. Người mua những tinh thạch đó rồi, chỉ sợ hải ngoại tiên các ta trong vòng mấy năm nữa đều không có tinh thạch để bán mất thôi." Nàng khẽ lắc chuông, sau một lúc lâu lại có 6 gã trưởng quầy tầng thứ 4 đi lên, khom người nói: "Thiếu hiền chủ, có cần gì chỉ bảo vậy?" "Các người chia nhau đi mấy đại thương minh khác, lấy hết nguyên tử tinh thạch của bọn họ đến đây. Nói là nơi đây có khách hàng lớn." 6 gã trưởng quỹ này nhận lệnh, vội vàng đi xuống lầu. Diệp Húc trong lòng không khỏi có chút vui mừng. Tinh thần nguyên tử tinh thạch hắn nhét vào trong đại chu thiên tinh đấu trận đồ, nhiều nhất cũng chỉ có tầm 800.000 cân. Xử lý Mai Đạp Sơn nuốt trọn trận đồ của hắn, cộng lại tạo thành hơn 12 tòa trận pháp nhỏ. Nếu có thể mua 1.500 cân tinh thần nguyên tử tinh thạch, liền có thể tạo thành 365 tòa trận pháp nhỏ, một tòa tinh đấu đại trận cỡ trung. Có được một chu thiên đại trận cỡ trung đủ để giải quyết vấn đề tinh lực không đủ rồi, thậm chí là còn dư thừa, đại khái có thể tu luyện kiểu chuyển nguyên công, hơn nữa còn không kiêng nể gì cả. Xem ra linh mạch quả thật là một thứ tốt mà, thật không ngờ lại có thể là ngạnh thông hóa để lưu thông giữa các vu sĩ. Sau này nếu như tìm được linh mạch, ta quyết không thể bỏ qua, nhất định phải cướp hết mới được. Qua thật lâu sau, Diêm Nhu và các trưởng lão cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong, tiến đến giao hàng. Các loại tài liệu được 7 người bọn họ lấy ra khỏi ngọc lâu phân loại, rồi xếp đống như núi, ước chừng xếp thành mấy ngàn ngọn núi nhỏ, xếp đầy tầng thứ 5 của Tử Huyền Hiên. Treo quang bảo khí hướng thẳng trời cao, thậm chí kiện vũ bảo Tử Huyền Hiên này cũng không che lấp được, nhìn từ xa đến thật rực rỡ và lóa mắt. Diệp Húc kiểm kê qua một phần tế khởi ngọc lâu của mình, lập tức từng núi tài liệu được hắn dùng bàn tay chân nguyên bốc lên chuyển vào trong ngọc lâu. Lập tức từng điều linh mạch trong ngọc lâu của hắn rơi ra, lăn qua lộn lại trong tầng thứ 5 của Tử Huyền Hiên. Giống như nơi đây đột nhiên xuất hiện 800 con dao long trắng, làm cho người ta thấy hoa hết cả mắt. Thiếu nữ váy tím thu hồi những điều linh mạch đó, đưa tới một tấm tạp phiến tử tinh luyện chế thành, rồi cười nói: "Diệp sư huynh, đây là thẻ mời của đại hội bán đấu giá mà hải ngoại tiên các ta sắp tổ chức kìa. Đại hội bán đấu giá sẽ tổ chức 3 tháng sau, mong sư huynh hãy nhận lấy." Diệp Húc nhận lấy tờ tử tinh tạp này, chân nguyên đảo qua trên mặt, không khỏi nao nao. Thật không ngờ, tấm tạp phiến tử tinh luyện chế này lại là một kiện vu bảo, cấu tạo bên trong cực kỳ phức tạp. Tuy rằng không có uy lực gì, thế nhưng kết cấu tinh vi khó có thể phòng chế. Hẳn là một loại bảo vật mà bảy đại thương minh hải ngoại tiên các dùng để công nhận thân phận. Bảo vật trưởng Tôn Thịnh muốn mua cũng đã lấy đến, nhưng so với Diệp Húc, tiền tài của trưởng Tôn gia tiêu phí thật sự là nhỏ bé đến không đáng kể. Diệp Húc chuyến này thu được hàng hóa khá là phong phú, lại được tâm pháp cửu chuyển nguyên công tầng thứ 2, cảm thấy rất thỏa mãn. Cùng đám người Trương Tôn Thịnh xuống lầu, thiếu nữ váy tím kia tự mình đứng dậy đưa tiễn. Nàng cười nói: "Đại hội bán đấu giá, sư huynh nhất định phải tới." Mọi người cùng rời khỏi Tử Huyền Hiên. Trưởng Tôn Thịnh thở dài mà nói: "Ê, Diệp lão đệ, lão hủ đời này, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều linh mạch đến như vậy đấy. Mà vừa nãy tiểu tức nhi có đắc tội ngươi nhiều, mong lão đệ đừng có trách tội nó." Diệp Húc cười ha hả nói: "Có gì đâu, cháu gái bướng bỉnh một chút, tiểu đệ sao lại để trong lòng chứ. Mà cũng thật đáng tiếc, Tử Huyền Hiên lại không có bán kéo." Trưởng Tôn Tước tức giận đến hai má phồng lên, hung hăng mà chừng hắn. Diệp Húc chỉ làm như không thấy. Trưởng Tôn Thịnh cười nói: "Lão đệ, Tử Huyền Hiên và các thương minh khác đều là những đại thương gia bán ra những bảo vật đúng chuẩn. Nếu muốn mua những thứ lạ thì phải ra bên ngoài. Những quầy nhỏ lung tung kia thường thường là những tán tu bày bán những vật phẩm thiên kỳ bách quái, mà cũng thường có những người đem minh châu mà thành rau cải trắng để bán kìa."
Diệp Húc lúc này tảng đá trong lòng đã buông, cũng không còn mấy tâm tư, hắn cười nói: "Một khi đã như vậy, mời lão ca dẫn đường vậy." Trong Vu Đạo Hiên, một gã thiếu niên môi hồng răng trắng đáng yêu khẽ nhíu mày nhìn trưởng quỹ Vu Đạo Hiên trước người, không hài lòng mà nói: "Đường đường là Vu Đạo Hiên, một trong thất đại thương minh, ngay cả một lượng tinh thần nguyên tử tinh thạch mà cũng không có. Thất đại thương minh các ngươi thật sự đúng là chỉ có hư danh thôi. Hay là các ngươi tư tàng tinh thạch định ép giá lên hay sao?" Tên trưởng quỹ của Vu Đạo Hiên kia mồ hôi lạnh vã ra đầy trán. Hắn cười khổ nói: "Tả công tử chắc không biết rồi. Vừa mới nãy Tử Uyển Hiên phái người đến thu hết tất cả tinh thần nguyên tử tinh thạch của thất đại thương minh ta rồi. Nó là có một khách hàng lớn. Hiện giờ Vu Đạo Hiên ta quả thật dù chỉ là một lượng tinh thạch cũng không có mà." Tên thiếu niên Tả Nguyên Lưu này nghe vậy liền ngẩn ra, nghi hoặc lên tiếng nói: "Sao? Tinh thạch của bảy đại thương minh đều thu đi ư? Kẻ nào mạnh tay như vậy, một lần tính ăn nhiều tinh thạch như thế sao? Tuần sư tỷ, chẳng lẽ trong tinh cung ta cũng có những người khác xuống núi hay sao?" Thiếu nữ Tuần Ngọc Chiếu lạnh nhạt đứng bên cạnh hắn, nghe vậy thì khẽ lắc đầu nói: "Trừ đệ ra, chưa từng có người xuống núi. Chắc là có người mua từng đó tinh thạch để kiến tạo hộ sơn đại trận rồi." Miệng của nàng lộ ra ý cười, thản nhiên mà nói: "Tả sư đệ, trận đồ của đệ còn chưa luyện thành, cần rất nhiều tinh thạch. Cùng lắm thì sư tỷ và đệ ra tiền khác cướp kẻ đó vậy." "Hay, ý kiến này hay." Tả Nguyên Lưu vỗ tay cười nói: "Chỉ là không biết ai đã mua tinh thạch đây." Ánh mắt của hắn nhìn về phía hướng trưởng quỹ Vu Đạo Hiên kia hơi hơi cười lạnh. Trưởng quỹ kia cái chán thoát ra mồ hôi từng giọt cười khổ mà nói: Quy định của thương minh ta không thể dò la riêng tư của khách quý được." Tả Nguyên Lưu hừ lạnh một tiếng, phất tay chém một cái. "Xem ra Vu Đạo Hiên không muốn tiếp tục kinh doanh. Một khi đã như vậy, ta liền diệt Vu Đạo Hiên này. Ta ngược lại muốn xem thế lực sau lưng Vu Đạo Hiên có dám xuất đầu cho các ngươi hay không. Đắc tội Chu Thiên Tinh Cung ta sao?" Trưởng quỹ kia mồ hôi chảy ra như suối, không biết phải làm sao. Lại vào lúc này, một thanh âm nhàn nhạt từ bên ngoài truyền đến, cười lạnh mà nói: "Vu Đạo Hiên ta là sản nghiệp của Vu Đạo Tông, xếp hạng thứ 5, có gì không dám đắc tội Tinh Cung các ngươi chứ? Cho dù giết hết các ngươi, Tinh Cung còn dám thả một cái dám đến hay sao?" Tả Nguyên Lưu theo tính nhìn lại, chỉ thấy một đại hán dáng người khôi ngô, diện mạo hiên ngang đi đến, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn khiển trách: "Tiểu tử, ngươi là ai vậy?" "Thằng nhóc thối kia, nơi này không có tư cách cho ngươi nói chuyện đâu." Đại hán kia cực kỳ khinh thường Tả Nguyên Lưu, nhìn về phía Tuần Ngọc Chiếu, nhếch miệng mà cười nói: "Phạm Linh Phổ, Vu Đạo Tông, gặp qua Tuần sư tỷ. Tuần sư tỷ chắc còn chưa lập gia đình phải không? Tiểu đệ đã khát khao rất lâu rồi." Sắc mặt của Tuần Ngọc Chiếu chuyển lạnh, mi tâm vỡ ra, một con mắt dựng thẳng, bên trong như giống một mảng vũ trụ tinh không vậy. Những ngôi sao lóe ra, sát khí nảy sinh. Tả Nguyên Lưu giận đến tím mặt, điềm nhiên mà nói: "Dám nói chuyện với ta như vậy sao?" "Cầm miệng." Phạm Linh Phổ hừ lạnh một tiếng, khí thế đột nhiên tỏa ra, ép hắn tới mức không thể thở được, giận dữ mà nói: "Nếu không phải lão tử không muốn mạo phạm Tuần sư tỷ, thì sớm đã một trưởng đập chết ngươi rồi. Vu Đạo Tông ta không muốn đắc tội Tinh Cung của ngươi, cũng không phải là sợ ngươi đâu, mà là không muốn vì một chuyện nhỏ mà đánh lẫn nhau thôi. Hai vị hãy nhớ cho kỹ, ta chỉ là không muốn, chứ không phải là không dám." Sắc mặt của Tả Nguyên Lưu đỏ bừng lên, không nói ra lời. Phạm Linh Thổ thu khí thế lại, nhàn nhạt nói với trưởng quỹ kia: "Người đi xuống tìm hiểu xem lại mua tinh thạch đi. Tuần sư tỷ, thu trận đồ của ngươi lại. Nếu không ta cảm thấy uy hiếp sẽ lập tức ra tay giết người. Tuy rằng tiểu đệ không nắm chắc được có thể thắng người, nhưng vẫn có thể dễ dàng đập chết tiểu sư đệ của ngươi kìa." Tuần Ngọc Chiếu hư lạnh một tiếng, mi tâm liền khép lại. Phạm Linh Phổ khẽ mỉm cười xoay người rời đi. Tả Nguyên Lưu không nhịn được nói: "Sư tỷ, tên đó thật vinh váo hung hăng." Tuần Ngọc Chiếu thản nhiên nói: "Phạm Linh Phổ Vu Đạo Tông quả thật là vinh váo hung hăng. Người này là đệ tử thiên tài của Vu Đạo Tông, rất được coi trọng. Không nghĩ tới hắn cũng đi vào tiên khác rồi. Nếu không phải là có đệ đi bên cạnh, mà tu vi của đệ thì lại quá yếu, ta chắc chắn sẽ giao huấn hắn một trận, cho hắn biết sở dĩ Tam Cung xếp hạng trên lục phái đều không phải là hư danh." Tả Nguyên Lưu hổ thẹn, nắm chặt nắm đấm dứt khoát mà nói: "Sư tỷ yên tâm,
xử lý kẻ mua tinh thạch, đoạt được tinh thạch rồi, tiểu đệ nhất định sẽ cần tu khổ luyện, không để cho sư tỷ phải lùi bước đâu. Tuần Ngọc Chiếu lướt hắn một cái, sắc mặt vui mừng, dịu dàng mà nói: hiện giờ đệ đã sắp tu luyện đến đan đỉnh kỳ, tốc độ tăng trưởng tu vi này mặc dù là sư tỷ năm đó cũng kém hơn đệ rồi. Sau này tiền đồ của đệ không nhỏ, nhưng cũng không được buông thả. Xưa này có không biết bao nhiêu thiên tài bởi vì ỷ vào tư chất của mình cao hơn người một bậc, cho nên chọn kiếp thành tựu cũng không lớn kìa. Trong thành cổ hải ngoại, Diệp Húc đang cùng với đám người trưởng tôn thịnh đi dạo xung quanh. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Vu Đạo Hiên, hắn nhíu mày. Khi con mắt ở mi tâm Tuần Ngọc Chiếu mở ra, chu thiên tinh lực hơi hơi dao động, lập tức làm cho hắn phát hiện ra, trong lòng không khỏi thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ lại gặp được chính chủ rồi sao? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Diệp Húc chớp động đôi mắt, người khác nghĩ lầm hắn là đệ tử của chu thiên tinh cung, bởi vậy mới tiếp đãi hắn tốt hơn. Nhưng Diệp Húc biết rõ bản thân và tinh cung quả thật một chút quan hệ cũng không có. Kỳ thật, nếu ta nói ra thân phận của mình, phong chủ quan Tinh Phong Hoàng Tuyển Ma Tông địa vị còn tôn quý hơn cả đệ tử tinh cung ấy chứ, cũng có thể nhận được một loại ưu đãi này mà. Trưởng Tôn Thịnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, trên mặt lộ ra động dung, thất thanh mà nói: cao thủ Đông Hoàng thế gia đến đây. Diệp Húc cũng ngẩng đầu lên nhìn phía khoảng không xa xa, chỉ thấy hai con tượng nghiêu kéo hai hương sa bảo liễn từ từ bay tới. Trong xe cũng là người quen, Đông Hoàng Mục thân khoác khoảng bào, đầu đội vương miện, có hai gã tôi tớ lái xe từ từ chạy đến trên không trung của hải ngoại tiên các. Diệp Húc nhận thấy giờ phút này Đông Hoàng Mục vẫn mang ngạo khí như trước, tự hồ vẫn không đặt bất cứ một kẻ nào ở trong mắt cả. Tu vi của hắn vẫn sâu không lường được, đây là một nhân vật thiên tài của Đông Hoàng thế gia, huyết tống của thiên đế tượng cổ, hoàng tộc chân chân chính chính, còn tôn quý hơn cả hoàng tộc Lý Thị Đại Đường, Triệu Thị Đại Tần và Lưu Thị Đại Hán. Lần trước ở Đại Mạc Tây Hoang, Phương Thần từng nói tu vi của Đông Hoàng Mục đã tu luyện đến mảng thai kỳ rồi, trở thành cường giả tam thai cánh, mà hiện tại tu vi của hắn chỉ sợ lại có tinh tiến. Cái loại chuyển nhân thế gia này, tiến cảnh thật sự là khủng bố đến đáng sợ. Không biết bao giờ ta mới có thể đuổi theo được cao thủ như vậy đây. Diệp Húc thầm than một tiếng, bậc nhân tài như Đông Hoàng Mục này, trời sinh liền tài trí hơn người, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như vậy. Những nhân vật thiên tài khác như Mộ Dung Thùy, Trưởng Tôn Sách, Kỳ Huyền Cơ tuy rằng lai lịch không tầm thường, nhưng so với thân phận truyền nhân thế gia của xưa như Đông Hoàng Mục kia, quả thật là khác nhau một trời một vực. Chỉ sợ hạ gia Trung Châu cũng không sánh được với Đông Hoàng thế gia này. Đông Hoàng thế gia có lịch sử lâu đời, tuy rằng truyền nhân của thế gia của xưa này cực ít, thế nhưng mỗi một người từ Đông Hoàng thế gia đi ra cũng đều là những nhân vật rất giỏi. Trưởng Tôn Thịnh tán thưởng mà nói: đáng tiếc bậc anh tài này lại nghe theo sự sai phái của Hoàng đế Đại Tần mà không giúp sức phục vụ đại đường ta kìa. Trưởng Tôn Tước và Trưởng Tôn Sư Thiếp từ xa xa nhìn về phía Đông Hoàng Mục, ánh mắt mê ly, hiển nhiên đã bị phong lưu phong tư của Đông Hoàng Mục khuất phục. Tuy nhiên nhân vật như vậy các cô cũng chỉ có thể đứng ở trên mặt đất nhìn từ xa xa, chỉ có thể nhìn chứ không thể động. Đột nhiên một thanh âm quyến rũ chuyển đến, cười khanh khách nói: nam tử như vậy nếu có thể ngủ cùng chàng ta một đêm, đời này ta coi như đáng giá rồi. Hai cô gái Trưởng Tôn gia nổi giận, theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một cô gái quần áo hở hang đứng cách đó không xa, vươn đầu lưỡi hồng liếm liếm bờ môi, rất là phóng đãng, ha ha cười nói: hay, thật muốn thải bổ hắn ta quá mà. Đồ đàn bà dâm đãng. Trưởng Tôn Tước trợn mắt nhìn nàng kia. Cung Ngọc Nương theo tiếng nhìn lại cười khanh khách mà nói: ồ, một cô bé thật xinh đẹp, ta thấy mà yêu tiếc à. Tầm mắt của nàng ta dừng trên người của Trưởng Tôn Sư Thiếp, ánh mắt sáng ngời lên, đôi mắt như nước mùa xuân, dịu dàng mà nói: nói vậy hai người chính là hai tỷ muội song sinh của Trưởng Tôn gia sao? Quả nhiên là duyên dáng yêu kiều, một bộ dạng rất ngon miệng, khiến ta xuân tâm nhộn nhạo, hận không thể tại đây thay bổ hết tất cả các ngươi kìa. Trưởng Tôn Thịnh vội vàng hoành thân che ở trước người hai cô gái, ánh mắt âm trầm, hừ lạnh mà nói: ngươi là Cung Ngọc Nương Hoàng Tuyển Thánh Tông sao? Người khác sợ ngươi, thế nhưng lão phu không sợ. Sao? Một ông cụ tóc trắng xóa ư? Ánh mắt của Cung Ngọc Nương lại sáng ngời lên, mân miệng mà cười nói: lão giả khọm này tước lên hẳn là một phen hương vị khác đấy. Trưởng Tôn Thịnh bị nghẹn gần chết, trong lòng kiêng kỵ nàng ta vạn phần,
đã thấy cô Ngọc Nương chân thành đi đến, nâng ngọc đủ dài và nhỏ khoác lên đầu vai của Diệp Húc. Bộ ngực sữa cọ đến cọ đi ở trên cánh tay của Diệp Húc, cười ngọt ngào mà nói với hắn: "Diệp Thúc Thúc à, người khiến cho ta tìm thật khổ, khó có thể gặp lại ngươi được. Không bằng tìm chỗ yên lặng, ta và Thúc Thúc đại chiến 300 hiệp đi, sao?" Diệp Húc cảm thấy không chịu nổi, hắn nói: "Ngọc Nương, đừng có náo loạn, có người ngoài ở đây, mau buông tay ra." Cô Ngọc Nương trong mắt lóe ra tinh quang, hàm răng nhỏ cắn tới cắn đi, vẫn dán ở trên cánh tay của Diệp Húc, chết sống liền không buông. Nàng ta cười khanh khách: "Nếu ta buông tay, Thúc Thúc lại trốn đi như lần trước, chẳng phải là ta thiệt thòi lớn rồi hay sao? Lần này người ta nhất định sẽ không buông tay, phải khoái hoạt một phen với Thúc mới được." Trưởng Tôn Tước nhìn bộ dạng của hai người có vẻ thân thiết, tức giận mà nói: "Gian phu dâm phu." "Tiểu muội muội Trưởng Tôn gia, nếu ngươi cũng có hứng thú, có thể cùng nhau đến đi." Cung Ngọc Nương cười đến toàn thân run lên, hấp dẫn ánh mắt của vài vị con cháu Trưởng Tôn gia khác, trong lòng có chút đắc ý. Trưởng Tôn Thịnh thì gân xanh trên trán hiện ra, trong lòng thầm hô không xong: "Diệp lão đệ chính là đệ tử danh môn, sao có thể xen lẫn cùng một chỗ với loại yêu phụ như Cung Ngọc Nương này được? Thoạt nhìn còn rất quen, chẳng lẽ hắn bên ngoài tô vàng nặng ngọc, bên trong thì thối nát hay sao?" Diệp Húc buồn bực trong lòng. Ở địa phương như hải ngoại tiên các này không thể động thủ, mà dù có động thủ hắn cũng không làm gì được Cung Ngọc Nương. Thậm chí không chừng còn bị ả đàn bà này một chiêu đánh ngã, thái bổ ngay tại chỗ. Bởi vậy chỉ phải để mặc ả ta dán lên trên người của mình. "Ngọc Nương, Tú Anh và Ngọc Xanh quận chúa ở đâu vậy?" Cung Ngọc Nương lườm hắn một cái, nữ nhân vị mười phần, khổ sở đáng thương mà nói: "Thúc Thúc thật nhẫn tâm, không ngờ lúc này còn nghĩ đến nữ nhân khác như vậy, khiến tâm ta tan nát mà." Diệp Húc đau hết cả đầu. Lại vào lúc này, ở trên không trung hải ngoại tên khác có một luồng dao động dữ dội truyền đến. Chỉ thấy một đám mây đen diện tích vài dặm từ phương bắc gào thét mà đến. Vô số màn sương đen quay cuồng trong mây. Một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào màu đen đứng trên đợt mây, tay áo tung bay phi nhanh mà đến. Tới trên vùng trời tiên cát, chỉ thấy hắn há mồm hút một cái, mây đen vài dặm kia lập tức bị hắn hút hết vào trong miệng. "Tiểu nhi Đông Hoàng gia, nhận ra Yến Mỗ không?" Nam tử hắc bào dừng ở trên không trung, nhìn về phía Đông Hoàng Mục, khí phách ngút trời. "Đông Hoàng gia thanh danh hiển hách, nhiều thế hệ đi ra gia môn đều là thiên tài trong thiên tài. Yến Mỗ rất muốn cùng Đông Hoàng lão đệ đọ sức một phen, biết một chút bản lĩnh của Đông Hoàng gia các ngươi kìa." Trưởng Tôn Thịnh trong mắt lộ ra dị sắc, thấp giọng mà nói: "Yến công thượng Yến, công tử Hoàng Tuyển Thánh Tông sao? Gần đây hắn rất nổi danh, nghe nói người này là nhân tài mới xuất hiện của Hoàng Tuyển Thánh Tông, liên tục cứu chiến cao thủ các phái, lấy chiến dưỡng chiến, tu vi lên cực kỳ nhanh, rất có thể vượt qua được vài vị sư huynh sư tỷ của hắn kìa." Đông Hoàng Mục từ trên bảo liễn chậm rãi đi xuống, thản nhiên lướt hắn một cái, ánh mắt vẫn từ trên cao nhìn xuống như trước, lắc đầu mà nói: "Người không được. Đám người hầu nhân vực Đặng Nguyên Giác đến khiêu chiến ta còn tạm được kìa." Yến công thượng cười ha hả, giơ tay không, ma khí ngưng tụ hóa thành một thanh chiến kích, từ xa xa chỉ hướng Đông Hoàng Mục. "Hầu sư huynh, Đặng sư huynh chẳng qua chỉ là bước lên vu đạo sớm hơn ta mà thôi. Sớm muộn gì ta cũng sẽ dẫm nát hết bọn họ ở dưới chân thôi." Hắn chính là Yến công thượng, đệ tử tông chủ Hoàng Tuyển Ma Tông khi mở ra sơn môn đã thu. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy Yến công thượng giơ tay nhấc chân đều chứa một cỗ khí phách kinh sợ lòng người, khí độ làm người ta phải sợ. Cung Ngọc Nương nhìn chằm chằm Yến công thượng, đột nhiên mặt mang u oán, thở dài mà nói: "Cửu U Lục Đạo Bảo Điển, tâm pháp chân giáo thánh tông ta, một trong bát cấm, quả nhiên rầm rộ, muôn hình vạn trạng. Đáng tiếc chỉ có tông chủ nhất mạch mới có tư cách tu luyện bát cấm mà thôi." Diệp Húc liếc nàng ta một cái, chỉ thấy người phụ nữ này đột nhiên có chút chán nản, hiển nhiên bị tâm pháp mà Yến công thượng học đả kích rồi. Nhưng mà tu vi của Yến công thượng quả thật là khủng bố, vào cửa so với Cung Ngọc Nương còn muộn hơn 10 năm, tu vi lại bỏ xa nàng ta. Trong đó ngoại trừ tư chất, Yến công thượng quả thật tốt hơn nàng ta rất nhiều. Còn có một nguyên nhân khác nữa, đó cũng là tông chủ nhất mạch được chân truyền của Hoàng Tuyển Thánh Tông, mà Cung Ngọc Nương tuy cũng là đệ tử Thánh Tông, thế nhưng lại là thái thượng trưởng lão của Khúc Đỉnh San nhất mạch. Tuy rằng có được truyền thừa rất thâm hậu, nhưng căn bản không thể so sánh với truyền thừa của tông chủ nhất mạch được. Cung Ngọc Nương thở dài như thế, chỉ sợ cũng là ý nghĩ chung của các đệ tử khác trong Hoàng Tuyển Ma Tông.
Bên trong thiên các đột nhiên chuyển đến một hơi thở khủng bố, chỉ thấy một con long mã phi lên chiếm một đoàn trên không trung thiên các. Lý Huyền Cơ đứng trên đỉnh đầu long mã, ngân giáp ngân thương, từ xa cùng hai người Đông Hoàng Mục và Yến Công Thượng đối lập với nhau, hào khí ngất trời mà nói: hiếm khi gặp được hai đại tân tú phương Bắc như vậy. Lý Huyền Cơ thiên sách phổ ta cũng không kìm được động tâm, muốn đọ sức cùng hai vị thế huynh đây. Ồ, Phạm Linh Phổ, Vu Đạo Tông, gặp qua chư vị các vị. Lại một bóng người phóng lên cao, cười ha hả mà nói: chà chà, hôm nay là cái ngày nào mà lại xuất hiện nhiều tài tuấn đến như vậy đây, khiến ta không nhịn được sát khí mà đại động, hận không thể đem thịt hết tất cả các ngươi đi kìa. Ở trong Vu Đạo Hiên, từng luồng chu thiên tinh lực khủng bố từ từ nổi lên, giống như núi lửa đang ngủ im, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác như là lôi đình vậy. Đông Hoàng Mục thản nhiên lướt mọi người một cái, ánh mắt quét xuống phía dưới, dường như có thể xuyên thấu Vu Đạo Hiên, nhìn thẳng đến nữ tử bên trong hiên, thản nhiên cười nói: hóa ra còn có đệ tử chu thiên tinh cung ở đây sao? Hắn nhẹ nhàng giãn thân thể ra, long hành hổ bộ, mỉm cười mà nói: các ngươi cũng đều là tài tuấn trẻ tuổi, tuy nhiên trong mắt của ta chỉ là một đám cặn bã mà thôi. Hắn khẽ cười một tiếng, ngạo nghễ lên tiếng: các ngươi cùng lên đi. Thanh âm của hắn nhẹ nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác, dường như đám người Yến Công Thượng, Lý Huyền Cơ quả thật chính là một đám cặn bã, không đáng để hắn động thủ với từng người. Hắn kiêu ngạo bẩm sinh, Yến Công Thượng ngang ngược, Lý Huyền Cơ phóng khoáng, Phạm Linh Phổ hung tàn, còn Tuần Ngọc Chiếu khó hiểu, tất cả đều không che lấp được hào quang của hắn. Yến Công Thượng tức giận trong lòng, nắm chắc chiến kích, điềm nhiên mà nói: hải ngoại tiên các cấm động thủ, không bằng đi ra cổ lãng hải vực mấy trăm dặm ngoài kia. Đông Hoàng tiểu nhi, nếu ngươi không dám thì đừng có tới. Hắn đi trước một bước, bay tới cổ lãng hải. Lý Huyền Cơ giáng ngự long mã theo sát phía sau, Phạm Linh Phổ cười to đi theo. Lại có một đoàn tinh quang lao ra Vu Đạo Hiên, bọc một đứa bé gào thét bay đi. Tướng quân, ngài thân thể tôn quý, thân thể thiên tử, cần gì chấp nhặt với một đám cỏ dại này vậy? Một tên hầu dắt Tượng Nghiêu thấp giọng nói với Đông Hoàng Mục. Đông Hoàng Mục thản nhiên cười, hắn nói: Đông Hoàng gia ta chính là thiên đế thế gia, làm sao có thể ở trong tay ta mà để cho kẻ khác chê cười được. Dứt lời, hắn bước đi ra ngoài hải ngoại tiên vực. Nhịp bước của hắn thật lớn, một cước hạ xuống, dường như một ngọn núi dẫm lên không trung, chấn cho làm không gian rung động, rung lên dữ dội. Từng ánh lửa dâng lên phía sau hắn thành một con tam túc kim ô thật lớn, dương cánh bay cao, cánh chim dài đến vài dặm, không ngờ là từ thái dương chân hỏa thuần túy tạo thành, kim quang chói mắt, khủng bố đến vô cùng, làm cho không khí cháy tạo ra những tiếng nổ ầm ầm. Trưởng Tôn Thịnh ánh mắt lóe ra, kích động đến vạn phần, hắn cười nói: mấy cái người này đều là các cao thủ trẻ tuổi xuất sắc nhất của mấy năm gần đây, thiên tài tuyệt thế của các thế gia quyết đấu như vậy khó có thể gặp được. Hắn phất tay áo bọc lại đám người Trương Tôn Thước, gào thét bay ra khỏi tiên các, đuổi theo đám người Đông Hoàng Mục. Những người có cùng ý tưởng cũng không ít, chỉ thấy trong hải ngoại tiên các từng bóng người phóng lên cao, trên không trung lập tức hiện ra vô số bảo quang, không biết bao nhiêu người khống chế vô bảo lao ra, thậm chí những vũ sĩ còn đang bày quán cũng cuộn hết lại lần lượt và đuổi theo. Cung Ngọc Nương chớp chớp mắt, khoác lên cánh tay của Diệp Húc, ha ha cười nói: Diệp Thúc Thúc à, chẳng lẽ ngươi không muốn đi xem hay sao? Diệp Húc thành thành thật thật lên tiếng: không, không đi. Thật buồn cười, nếu rời khỏi hải ngoại tiên cốc, chỉ sợ hắn lập tức bị tiểu yêu phụ này ăn ngay cả xương cốt cũng không còn. Đi đi, đi đi. Cung Ngọc Nương ôm lấy cánh tay của hắn, lắc qua lắc lại mà cầu xin: không đi sẽ chết người đấy. Diệp Húc tâm niệm như đá, không thể lay chuyển. Cung Ngọc Nương bổ nhào vào người hắn, giống như một con bạch tuộc, tay chân đều dùng, bám chặt lấy hắn, vươn đầu lưỡi liếm vành tai của hắn, khí phun như lan, thanh âm khẽ khẽ thân thiết: cùng đi đi, cùng lắm người ta muốn làm gì ta sẽ làm cái đó, cái gì cũng làm được mà, nhưng mà không được quá phận. Diệp Húc thần thái đờ đẫn, để mặc cho nàng ta treo ở trên người mình như máy móc, đi về phía trước, lắc lắc đầu nói: không, đánh chết ta cũng không đi. Hắn dầu muối không vào, Cung Ngọc Nương cũng hết cách, chỉ phải từ trên người của hắn bò xuống, cả giận mà nói: tiểu tử thối, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào mới chịu đi đây? Diệp Húc làm lơ, quan sát ở xung quanh, chỉ thấy người ở hải ngoại tiên các này đã ít đi hơn một nửa. Đại đa số người nghe nói đám người Đông Hoàng Mục, Yến Công Thượng đọ sức, đọ cao thấp ở cổ lãng hải đều đã chen nhau đi xem,
chỉ còn lại không nhiều lắm vũ sĩ vẫn còn bày bán ở bên ven đường như trước. Cũng có một số thì đang dụng dịch muốn đi. Quả thật Đông Hoàng Mục và Yến Công Thượng, Phạm Linh Hổ, Lý Huyền Cơ đều là những đệ tử xuất sắc nhất trong vài môn phái. Thế gia lớn nhất hiện nay, người người đều nổi danh như mặt trời ban trưa vậy. Cũng có đệ tử của Chu Thiên Tinh Cung xuất hiện ở nơi đây. Những người trẻ tuổi xuất sắc như vậy ngày thường rất khó gặp, cũng khó nhìn thấy bọn họ ra tay. Mà lần này giữa những người này chỉ sợ sẽ có một trận ác chiến, rất khó để làm người ta không động tâm. Dù là bản thân của Diệp Húc cũng hận không thể mọc hai cánh bay đến xem trận chiến, chỉ có điều yêu phụ cung Ngọc Nương này đang ở đây, hắn cũng chỉ có thể mà kìm nén xuống. Tiểu tử thối, rốt cuộc ngươi có mua hay không? Một chủ quán thấy Diệp Húc đứng trước quầy hàng suy nghĩ xuất thần rồi lại không hề mở miệng, không khỏi cả giận mà nói. Diệp Húc hồi thần lại, anh náy mà cười, lập tức nhìn lại quầy hàng của hắn ta, chỉ thấy vu sĩ này ở trên quầy hàng của mình bày một ít vu bảo sứt mẻ rách nát, không phải là bảo vật bị đánh hỏng khi tranh giành cùng người khác thì cũng là để quá lâu làm cho vu bảo tự hư hỏng đi. Chẳng có thứ gì tốt cả, đều là một đống rách nát cả. Cung Ngọc Nương nhìn thoáng qua, khinh thường lẩm bẩm nói. Diệp Húc cũng không thấy trong đó có bảo bối gì, liền rời đi thầm nghĩ. Trường Tôn Thính nói theo những quầy hàng nhỏ này này có thể tìm được bảo vật, hơn phần nữa là chuyện hay rồi. Những vu sĩ bán bảo vật ra kẻ nào không phải là tinh như quý, nếu như có bảo bối chắc chắn sẽ giữ lại cho bản thân rồi. Vu sĩ kia thấy hắn không mua bất cứ thứ gì thì thầm mắng một tiếng quỷ nghèo nàn, muốn đi xem đám người Đông Hoàng Mục chiến đấu, lại e sợ cho trì hoãn việc làm ăn của mình, chỉ phải nôn nóng bất an đi tới đi lui. Diệp Húc đi đến quầy hàng kế tiếp, không khỏi nao nao, chỉ thấy chủ quán này là một người đàn ông trung thực, ngồi xổm phía sau quầy hàng của mình, tay chống một cái cọc gỗ ngọc bích dài ba thước, cúi đầu mà ngủ gật. Trên quầy hàng của hắn ta bày một số lồng nhốt thú nho nhỏ, bên trong mỗi một cái lồng thú phong ấn một con yêu thú. Diệp Húc quan sát từng cái, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Chỉ thấy những yêu thú phong ấn trong lồng có một số là đại yêu đan đỉnh kỳ, thậm chí còn có một con yêu tộc cực mạnh đã luyện ra nguyên đan, không ngừng tế khởi nguyên đan của mình đánh vào cái lồng, hung mãnh đến cực điểm. Không biết vu sĩ trung thực này đã dùng thủ đoạn gì có thể bắt được hết đám yêu thú này phong ấn lại trong cái lồng thú nhỏ nhỏ này. Hắn đột nhiên chú ý tới một cái lồng thú trong đấy phong ấn hai con ấu xà cực kỳ là hung hãn, lưng mọc kim lân lại mọc cả vây lưng vảy và móng, rõ ràng là có khuynh hướng lột da hóa dao, không ngừng nâng cái đầu tam giác lên gầm rú với tên vu sĩ trung thực kia. Diệp Húc cẩn thận lắng nghe, tiếng gầm của hai con ấu xà này lại không phải là tiếng hí bình thường của loại yêu thú như rắn, mà là tiếng rồng ngâm rất trầm. Chẳng qua hai con kim xà này tu vi lại cực thấp, chỉ tương đương với vu sĩ chân nguyên kỳ, mà xà loại hóa dao phải tu luyện đến tam đan cảnh, luyện ra nguyên đan mới có thể hóa thành dao long hoàn toàn. Mà hai con ấu xà này tu vi rất thấp, xuất hiện xu thế dao hóa dao chỉ có thể nói là bên trong huyết mạch của chúng chứa đựng máu dao long, thậm chí nó không chừng chính là dị chủng dao long sinh ra. Chủ quán, hai con ấu xà này bán như thế nào vậy? Diệp Húc lên tiếng hỏi. Tên vu sĩ kia thành thật cũng ngẩng đầu lên ồ mồm mà nói. Mười điều linh mạch. Người nói sao? Mười điều linh mạch sao? Người sao không đi cướp đi? Cung Ngọc Nương nhảy ra, hai tay chống lạnh cả giận mà nói. Chủ quầy hàng bên cạnh cười lạnh nói. Tiểu tử này bán đắt như thế, hắn bắt hai con rắn nhỏ này liền bán hơn 10 điều linh mạch, so với cướp người còn nhanh hơn kìa. Hiển nhiên hắn và vu sĩ trung thực này bày quán cùng một chỗ đã lâu. Hắn nói, lão tử ở chỗ này lâu như vậy còn không thấy hắn bán đi một thứ gì kìa. Tên vu sĩ thành thật kia vẫn không hề ngừng đầu lên, uể oải mà nói. Bên trong đám yêu thú của ta có hai con kim xà này là quý nhất, chính là kim giao sinh ra. 10 điều linh mạch vẫn còn là ít, nếu không phải ta đang cần linh mạch gấp thì đã không bỏ ra mà bán rồi. Sao? Ngươi đi mà lừa kẻ ngu si đi, để ta xem chừng nào thì ngươi mới có thể bán được một kiện đây. Chủ quán kia cười lạnh nói. Diệp Húc cẩn thận quan sát hai con ấu xà này, ngẩng đầu cười nói, nếu là kim giao sinh ra quả thật thì không tính là đắt rồi. Hắn trực tiếp lấy 10 điều linh mạch ra, vận dụng chân nguyên hóa thành một bàn tay to, trực tiếp nắm lấy 10 điều linh mạch trong tay rồi nói, hai con kim xà này ta mua. Đôi mắt của Cung Ngọc Nương phát sáng lên, nhìn chằm chằm đám linh mạch kia, cười khanh khách nói, tiểu oan gia, không nghĩ tới ngươi giàu có như vậy,
không bằng ngươi đưa cho ta 10 điều linh mạch đi, ta sẽ không thay bỏ ngươi nữa đâu. Nàng hung dữ nhìn thẳng vào tên vũ sĩ trung thực kia nói, nếu ngươi dám đoạt với bà liền hái ngươi thành thây khô. Cuối cùng cũng làm thành một khoản buôn bán. Tên vũ sĩ trung thực kia ngáp một cái, chậm rãi ngẩng đầu, đứng dậy, giãn thân thể. Diệp Phúc lúc này mới phát hiện, người này dáng người cực kỳ khôi ngô, thân thể khô gầy, vẻ mặt đầy râu như những gốc dạ, từng cây kẹp ở trên mặt vậy. Hắn mặc một bộ quần áo màu đen, cũng không phải là bảo y, chúng vũ sĩ yêu thích, mà là vải thô bình thường, không biết đã giặt bao nhiêu lần, màu sắc có chút bạc da. Người này nhìn qua, đúng là một người bình thường, nghèo tới cực điểm, nhưng cho Diệp Phúc một loại cảm giác nguy hiểm đến cực độ, còn khủng bố hơn đám người Đông Hoàng Mục. Chủ quán cửa hàng bên cạnh kia cười nói, nhìn không ra hắn tử như ngươi khi ngồi xuống kinh khủng như vậy, lúc đứng dậy lại có vẻ phần khí khái à, đáng tiếc ngươi sống cũng quá kém rồi. Đến ngay cả một bộ quần áo da dáng cũng không có kìa. Diệp Phúc bật cười, đột nhiên nghe thấy bên người truyền đến thanh âm, không khỏi buồn bực quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cung Ngọc Nương như nhìn thấy quỷ, ngơ ngác nhìn người đàn ông nghèo túng kia, dường như đột nhiên sinh bệnh nặng, không chỉ có tay chân phát run, thân thể phát run, thậm chí cả răng cũng va vào nhau phát ra tiếng lạch cạch. Đại sư huynh, nàng từ kẽ răng phun ra vài chữ này. Sao, đại sư huynh ư? Diệp Phúc trong lòng buồn bực, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại đại hán nghèo túng kia, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Vị này chính là đại sư huynh Vinh Lâm tông chủ nhất mạch Hoàng Tuyển Ma tông ta sao? Không, không thể nào, tu vi của hắn đã đạt tới tình cảnh sâu không thể lường được, tu luyện ra nguyên thần, sao lại còn bày bán quán ở chỗ này đây? Vị chủ quán bên cạnh cười nói, hắn ta là đại sư huynh của các ngươi ư? Thật là buồn cười, các ngươi là môn phái nào vậy, ngay cả đại sư huynh cũng nghèo túng đến vậy sao? Cung Ngọc Nương thất hồn lạc phách, lẩm bẩm mà nói, Hoàng Tuyển Thánh Tông. Sao, đại sư huynh Hoàng Tuyển Thánh Tông ư? Vị chủ quán kia còn định giễu cợt một phen, nghe đến tên này lập tức mặt vàng như đất, ngay cả quầy hàng của mình cũng không cần, vội vàng thả người vươn lên, bay hướng ra xa mà chạy trốn chết. Thanh danh của Vinh Lâm truyền khắp hải ngoại, đã hơn 200 tuổi, từ hơn 10 năm trước đã tu luyện ra nguyên thần, thực lực sâu không lường được, là một trong những cường giả đứng đầu Hoàng Tuyển Ma Tông, thậm chí còn mạnh hơn một số thế lực trước. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng lão ma đầu danh chấn thiên hạ này lại xuất hiện ở nơi đây. Vinh Lâm lơ đánh với việc hắn ta rời đi, nhìn về phía Phúc Cung Ngọc Nương, ngẩn ra cười nói, ngươi là Ngọc Nương sao? Khi vừa mới vào sân môn, ta từng gặp qua ngươi một lần. Viên này lại rất lạ mắt, là tiểu sư đệ mới vào năm nay sao? Cung Ngọc Nương không dám sủng xã, cung kính nói, vị này chính là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, bái nhập môn hạ Vệ Chăn Thái Thượng Trưởng Lão. Hiện giờ Vệ Chăn Thái Thượng Trưởng Lão đã qua đời, Diệp Sư Thúc quản lý Quan Tinh Phong. Vinh Lâm sắc mặt trở nên cực kỳ phấn khích, qua một lúc lâu sau, từ từ ói ra một khẩu trọc khí, thấp giọng mà mắng, là tên khốn kiếp nào, tự dưng làm ra loại chuyện khốn nạn này vậy, tự dưng khiến ta thấp hơn một bối phận vậy. Ta chẳng qua mới là ra ngoài lịch luyện vài năm mà thôi, chẳng lẽ sư tôn ta đã già đến hồ đồ rồi hay sao? Sắc mặt của hắn có chút nhăn nhó, có phần không cam lòng thi lễ với Diệp Húc. Hắn nói, nếu như Diệp Sư Thúc muốn mua hai con kim xà này, sư điệt đành phải nhịn đau bỏ thứ yêu thích rồi. Sư Thúc cứ cầm lấy, tiểu điệt không lấy một xu. Diệp Húc cười nói, đây là mua bán, Vinh Lâm sư điệt cứ nhận lấy đi, ta quản lý Quan Tinh Phong, 10 điều linh mạch với ta mà nói kỳ thực cũng không nhiều lắm đâu. Vinh Lâm cũng không từ chối, trực tiếp nhận lấy 10 điều linh mạch này. Hắn thở dài nói, 10 điều linh mạch này đối với tu vi hiện giờ của ta mà nói chỉ như muối bỏ biển. Cung Ngọc Nương đánh bạo mà nói, Vinh sư huynh, đám người Đông Hoàng Mục đang giao thủ ở Cổ Lãng Hải, chẳng lẽ sư huynh không có hứng thú hay sao? Những người này đều là những tài tuấn trẻ tuổi xuất sắc của những năm gần đây, thậm chí nghe đồn Yến Công Thượng cũng rất có khả năng khiêu chiến với địa vị của huynh kìa. Vinh Lâm thản nhiên cười, có chút tự phụ nói, trẻ con tập làm người lớn mà thôi, không có gì để xem cả, nếu như bọn chúng cũng luyện ra nguyên thần thì xem qua một chút cũng được. Ngọc Nương, ngươi đi theo Diệp Sư Thúc còn ra cái thể thống gì nữa đây, theo ta trở về núi đi thôi. Cung Ngọc Nương đau khổ, biết hắn làm người rất đoan chính, lo mình định gây rối với Diệp Húc nên mới mang mình đi, không khỏi hung hăng chừng Diệp Húc một cái. Diệp Húc nhận lấy hai con kim xà,
dùng thiên mao nguyên hóa chân kinh tế lệ một lần, nhún nhún vai cười nói: hai vị hoan nghênh thường xuyên đến làm khách quan trên Quan Tinh Phong ta. Nhất định rồi. Vinh Lâm lịch sự mà nói, lập tức mang theo cô Ngọc Nương rời đi, thấp giọng nói: Ngọc Nương, dù sao hắn ta cũng là sư thúc, sao ngươi có thể có ý nghĩ không chính đáng như vậy với hắn được? Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 47 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.